đến năm 1953, sau 8 năm trở lại xâm lược Đông Dương, thực dân Pháp vẫn không đạt được mục đích cơ bản đề ra là tiêu diệt chính phủ cách mạng và lực lượng kháng chiến, thiết lập lại nền cai trị trên toàn Đông Dương như trước năm 1945. Trái lại, chúng phải chịu những tổn thất nặng nề. Tháng 5 năm 1953, chính phủ Pháp cử tướng Nava sang làm tổng chỉ huy quân viễn chinh ở Đông Dương với hy vọng sớm giành thắng lợi quân sự quyết định tìm lối thoát danh dự dứt điểm cuộc chiến tranh. Sau một thời gian tìm hiểu tình hình chiến trường, vào tháng 3, tướng Nava đề ra kế hoạch quân sự mới ở Đông Dương, còn gọi là kế hoạch Nava gồm hai bước. Cả thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đều đánh giá kế hoạch Nava là hoàn hảo, phù hợp, sẽ mang đến thắng lợi trong vòng 18 tháng. Thực hiện kế hoạch quân sự mới đề ra, thực dân Pháp mở nhiều cuộc hành quân đánh phá, càn quét Bình Định, ra sức bắt lính, đồng thời đưa thêm nhiều đơn vị quân viễn chinh vào Đông Dương. Chỉ sau một thời gian ngắn, địch đã củng cố xây dựng được 84 tiểu đoàn cơ động chiến lược, trong đó tập trung 44 tiểu đoàn ở đồng bằng Bắc Bộ. Cuối tháng 9 năm 1953, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp bàn đề ra chủ trương chiến lược cho hoạt động quân sự 1953-1954. Phương châm nguyên tắc chỉ đạo tác chiến chiến lược là tích cực, chủ động, cơ động và linh hoạt, đánh ăn chắc, tiến ăn chắc, chắc thắng thì đánh cho kỳ thắng, không chắc thắng thì kiên quyết không đánh. Chấp hành chủ trương chiến lược đã đề ra, quân dân Việt Nam phối hợp chặt chẽ cùng với quân dân hai nước bạn Lào và Campuchia mở các cuộc tiến công trên khắp chiến trường Đông Dương, buộc Pháp phải phân tán lực lượng đối phó. Khối chủ lực cơ động của địch từ chỗ tập trung chủ yếu ở đồng bằng Bắc Bộ, chỉ sau một thời gian ngắn, chính thức bị xé nát thành 5 mảnh, đứng chôn chân trên 5 khu vực. Kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản. Tại mặt trận Tây Bắc, từ tháng 11 năm 1953, trước sự tấn công của quân ta, Bộ Chỉ huy quân Pháp ở Đông Dương quyết định điều quân xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh. Đến đầu tháng 3 năm 1954, quân địch tập trung tại Điện Biên Phủ lên đến 16.200 tên, gồm những đơn vị thuộc loại tinh nhuệ nhất ở Đông Dương, được bố trí thành hệ thống phòng ngự mạnh gồm 49 cứ điểm, chia thành 3 phân khu. Cả Pháp và Mỹ đều đánh giá Điện Biên Phủ là pháo đài không thể công phá, công khai thách thức đối phương tiến công. Về phía ta, sau khi phân tích kỹ tình hình mọi mặt, nhất là so sánh tương quan lực lượng địch ta, Trung ương Đảng và Bộ Chỉ huy tối cao đã quyết tâm mở chiến dịch tiến công Điện Biên Phủ, đòn quyết chiến chiến lược nhằm kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được giao trọng trách tư lệnh kiêm bí thư đảng ủy chiến dịch. Với khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng, cả nước dồn sức cho chiến trường Điện Biên Phủ. Lực lượng tham gia chiến đấu lên đến 55.000 quân, gồm 3 đại đoàn bộ binh 308, 312, 316, trung đoàn bộ binh 57, đại đoàn 304, đại đoàn công binh pháo binh 351, trên 260.000 dân công và 27.400 tấn gạo được huy động để cung cấp cho chiến dịch. Hàng vạn thanh niên xung phong phối hợp với bộ đội công binh ngày đêm mở đường ra mặt trận dưới bom đạn địch, nên sau một thời gian ngắn, hàng ngàn km đường được xây dựng, sửa chữa. Công tác chuẩn bị các mặt trên vượt ra ngoài dự đoán, tạo bất ngờ lớn đối với cả Pháp và Mỹ. Ngày 13 tháng 3 năm 1954, quân ta nổ súng tiến công, mở màn chiến dịch. Sau 56 ngày đêm chiến đấu dũng mãnh, vượt qua muôn vàn gian khổ, gan không núng, chí không mòn, vào chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954, bộ đội ta đã tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, bắt sống tướng chỉ huy De Cát, kết thúc thắng lợi trận quyết chiến chiến lược. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của quân dân Việt Nam đã đập tan những cố gắng quân sự cao nhất của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, buộc chính phủ Pháp phải ký hiệp định Geneva vào tháng 7 năm 1954, công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ ba nước Đông Dương, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ kéo dài 9 năm, đồng thời chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp kéo dài hàng thế kỷ, mở ra bước phát triển mới cho cách mạng Việt Nam, Lào, Campuchia. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đập tan một mắt xích quan trọng trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ, mở đầu cho sự sụp đổ trên phạm vi toàn thế giới, giáng đòn nặng nề đầu tiên vào dã tâm xâm lược của chủ nghĩa đế quốc Mỹ. Chiến thắng Điện Biên Phủ của dân tộc ta đã chứng minh một chân lý của thời đại: các dân tộc bị áp bức, bị xâm lược, nếu có ý chí kiên cường và đường lối đúng đắn, sáng tạo, biết đoàn kết đấu tranh vì độc lập tự do, thì dân tộc đó nhất định thắng lợi.